Em à, xin chào các bác nha đã đến với video của em kênh hàng nhật bản hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu nồi hầm của jrc mẫu một lít gửi ih các bác là cao tăng áp sức mẫu này hầm nước trong khe ngon cực kỳ nó có nhiều chế độ hầm lắm các bác như các bác là kho luôn kho hầm các bác là kho rượu rồi đó cực kỳ cực kỳ ngon luôn thì em đã trải nghiệm nấu trên cái nồi này nước trong khe ngon cực kỳ luôn các bác nồi một lít gửi nha sản xuất 2014 thì em quay cho bác một dòng ngoại thác mà em sẽ đi quay vô nội thác em cắm điện em hướng dẫn rồi em báo giá thì cái giá cả sẽ luôn công khai trên cái video của em em mong rằng các bác mua hàng đừng có mặc cả đó nếu mặc cả thì em bán không được các bác quan hỷ giùm em về vấn đề này em ship hàng thì có cọc chuyển khoản đủ thêm bao ship nhận hàng được kiểm tra thoải mái em bảo hành 6 tháng mặt hàng các bác đang xem hết một dòng ngoại thác các bác xem nào rồi thì rất là đẹp nha các bác hàng em tiện chọn thì các bác cứ yên tâm cái mặt cơ gom còn bán ngót luôn nè đó thì nấu sẽ bọt đồ nó nó sẽ ra đây nè đó bởi vì cái nước nó sẽ trong khe luôn thì nói chung là những bác nào người ta biết xài rồi thì mình cũng không có nói nhiều còn những bác mà chưa xài thì cũng phải có hướng dẫn đó thì bác nào mà có nhu cầu em bán rẻ cho em nói thật là em bán rẻ cho nồi này người ta bán 3 triệu bao triệu hơn nhưng cái giá đưa ra một tí là các bác người tiêu dùng biết giá trị sử dụng người tiêu dùng thông minh người ta sẽ chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp Vì cái giá tiền thì nó hợp lý nhất có thể là nó tiết kiệm cho mình đó thật sự các bác em bán những cái nồi này lên các ếch tại vì về chung lô với nồi cơm không phải là mà em bán rẻ không phải là em mua mắc mà em bán rẻ thật sự là mua chung với lô với nồi cơm được chung lô thì cái giá nó tốt thêm để về cho các bác giá tốt cho mua riêng những cái nồi này nó rất là mắc điện áo 100 công suất 1002 đó các bác thấy không của do RC em mua chung với lô nồi cơm á cho nên là được cái giá nó tốt em để cho các bác tốt đó ngoại thất xong rồi đúng không vô nội thất cho em nè cái phần áp suất của nó nè tổ bố chào bá luôn đó, các bác có lòng nè hàng Sài Gòn mà các bác thấy đi đó người Nhật người ta ít xài lắm các bác nói thì không phải nói với người ta bên Nhật người ta kiểu như người ta làm làm biết làm thôi làm rồi tới làm thôi làm ngày làm đêm luôn chứ không có phải như việt nam mình ta ít khi nấu cơm nấu cơm một tuần nấu hai ba lần thôi hai lần thôi còn mấy cái hầm này chắc một tháng người ta hầm chưa được lần ba tháng bốn tháng năm tháng gì chừng ta hầm lần thôi đôi khi bạn bè này kia người ta mới có hầm thôi chứ đương không người ta đâu có hầm nấu cơm mà người ta nấu một tuần có hai lần thôi cho nên là nó còn đẹp còn tốt vậy các bác có hai cái tay cầm rất là sang xịn luôn chống nóng cho mình em rất là thích những cái đò mà nó có mà tay cầm vậy đó các bác nè nấu là nấu bằng từ nha các bác có nghĩa là áp sức cục áp sức cho bá luôn nè đó chờ nó hầm hố nó cục này không là xứng đáng nó nặng chịch đó các bác nè nè gon nè như chưa xài luôn nè các bác thấy không nấu trong khe thật sự các bác thì em bán rất nhiều bác hỏi mua thực sự là hàng về có là em test nấu em đợt đó em hầm cái củ cà rốt với cái củ gì đó củ củ khoai tây tròn em nói có bác anh nước trong khe mà nó ngon một cái nha cực kỳ luôn củ do nè đó ngoại thắt nội thất xong rồi vô cấm điện hướng dẫn thì điện áp vẫn là 100 trăm won em đang bán đồn nguồn điện hai w giá là 550 trăm năm đồng đồn nguồn điện ba w em bán với giá là 700 trăm đồng các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ chụp màn hình gửi qua zalo cho em thì uh, nó sẽ có cái chui các bác gắn cái cho em nè đó rồi gắn vô rồi đó bây giờ là hướng dẫn đi giờ những cái nút này nè em sẽ có cái video hướng dẫn riêng nha em chỉ nói sơ lược trên đây để các bác hiểu thôi lúc là nút nó nút được hoạt động nè là nút nấu nè nút này nút tắt thì uh, mình chỉnh rồi mình mới nấu được nha thì cái nút này là nút tắt cũng là nút hâm luôn đó như vậy là hâm đó là hâm nóng đồ ăn lại cho mình đó không hâm thì mình tắt cái nút này là cái nút để bạn gì các bác biết không vệ sinh nồi nhắn giữ cho em nó nổi số 35 là nó sẽ nó vệ sinh nồi rồi mình phải bấm thêm cái nút này nữa nha các bác đó nó mới vệ sinh chứ còn bấm chưa bấm nút này chưa sáng đèn lúc này thì nó chưa có vệ sinh đâu tắt cho em rồi những cái nút để mình xài nè nó có hai chế độ để mình chọn chế độ là thủ công à, chế độ dưới này là thủ công chế độ là tự động mình bấm dưới đây thì uh, mức 1 là 10 phút nè đó mức 2 là nó 7 phút mình muốn mấy phút thì mình chỉnh lên gì đó còn cái mức 3 là 5 phút thì mình chỉnh nè đó mình chỉnh lên còn không chỉnh thì mình bấm qua đây thôi đó là ti hết thời gian này sẽ có cho mình ăn đồ đạc để nấu trong đó rồi cái này là nó là, là tự động nha Còn này là thủ công thì bấm vô đây là mình chỉnh nè 18 phút 31 phút 5 phút dù một tiếng mấy gì này cũng có nè chỉnh được rồi bấm vô đây nấu nè đó nó có chế độ là dạng như kho vậy đó các bác chế độ số 3 số 4 vậy nè đó chế độ là như chế độ kho luôn là cũng như là mình nấu nước xâm xấp xâm xấp mà cho nó mềm đó còn nấu nên xương hầm thì nó sẽ khác nữa giờ nó có bên đây là nhiều cái chế độ mà để mình xài lắm nè nó gọi là mấy chục chế độ luôn các bác chỉ được thì bấm vô nấu thôi nói chung test ok hết các bác Em chỉ nói là cái video này nó hơi nhiều Cái bác cũng như cũng nói là coi như là hơi nhiều luôn đó cái thật sự là cái này là nó xài đơn giản lắm nó không phải như cái nồi cơm nó không phải là như cái nồi mà mấy cái nồi mà khác nồi hầm thì nó đơn giản xài lắm người già xài được Nít xài được thì bây giờ đơn giản thôi bỏ đồ vô đó xong xuôi bấm vô đây bấm vô đây rồi hết thời gian nó nhảy qua đây vậy thôi đó còn muốn chỉnh này kia đồ đó thì chỉnh trẻ em đồ nằm mấy người già đồ xài cũng được luôn em bán cái giá yêu thương cho bác là hai triệu tám nha rồi bớt thêm năm chục ngàn lấy lọc luôn là hai triệu bảy năm chục đó em mua chung lô với nồi cơm mấy có cái giá này thôi các bác thì thật sự mà đi mua cái nồi này không nhập cái giá nhập vô thì nó đã hơn cái giá hai triệu bảy năm chục này luôn rồi đó các bác em bán chỉ hai triệu bảy năm chục mua thì cọc cho em năm trăm chuyển đủ thêm bao ship nồi một lít rưỡi cao tầng áp sức nè chữ y h này nè em cũng nhắc các bác hoài nếu mua nồi mà người ta nói mình cao tầng mà không có chữ IH này là người ta nói điên người ta nói dốc mình đó thật sự các bác nếu các bác muốn mua hàng hay là cái gì mình cứ gọi vô em em hướng dẫn các bác không cần mua của em em cũng tư vấn cho các bác và uh, hướng dẫn cho các bác để mua được cái đúng cái tốt cho các bác chứ không phải là mà các bác mua của em mà em mấy chỉ thật sự là nói khách hàng đến với mình là người ta trao cho mình cái niềm tin mà đôi khi mặt hàng đó mình không có bán thì mình cũng hướng dẫn cho khách người ta mua được một cái là người ta ưng ý đồng tiền bát gạo ai bỏ ra cũng phải là xứng đáng thì, thì em xin nhắc lại nha nồi hầm cho LC một lít rưỡi em bán với giá 2 triệu bảy năm mua thì cọc cho em là 500 lưu ý cọc là các bác trả tiền ship chuyển khoản đủ em bao ship bảo hành 6 tháng nhận hàng được kiểm tra thoải mái đó em không bảo hành cho các bác cấm nhầm điện qua 6 tháng bảo hành em vẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các bác hư hỏng về gửi về tiền sửa thì các bác chịu qua 6 tháng nha còn nếu mà có hư giặt em hướng dẫn được cho các bác thì em sẽ hướng dẫn đó rồi trong 6 tháng này các bác không tốn tiền sửa cảm ơn các bác chân thành cảm ơn hẹn gặp lại